đến với chương trình chia sẻ qua du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Nguyễn Đức Huy. Huy thì vừa nhận được visa du học Mỹ. Thì ngay bây giờ đây mời các bạn cùng trò chuyện với Đức Huy nhé. À, chị chào Huy. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Mình tên là Nguyễn Đức Huy, hiện nay là mình 17 tuổi. Mình đã kết thúc học chương trình trung học phổ thông ở Việt Nam vào cuối năm lớp 11. Và sau đó mình chọn tiếp cho chương trình học tập của mình là trường Kaplan tại Singapore. Tháng 12 là mình đã kết thúc tất cả các chương trình anh văn tại Kaplan Singapore. Và mình vừa nhận được visa du học Mỹ. Giờ là em có giới thiệu là em vừa kết thúc chương trình học ở Kaplan Singapore. Và là mình là du học sinh Singapore trở về. Theo như mình nghĩ thì việc chọn Singapore du học là cho bước đầu tiên để chọn chuyển tiếp những cái nước khác là một sự lựa chọn đúng đắn của mình. Tại vì sau khi em đi học ở Singapore về thì kỹ năng tiếng Anh của em nó cũng được nâng cao một phần nào đó về việc nghe và nói. Và tiếp theo đó là cái khả năng giao tiếp đối với những trong tiếng Anh và giao tiếp với những người nước ngoài sẽ tạo cho em một cái cảm giác là tự tin hơn và không có bị lúng túng khi mà mình sợ về việc phát âm sai hoặc là nói sai câu. Nên việc đi phỏng vấn trở nên dễ dàng hơn. Vậy tại sao là em lại chọn Mỹ mà không phải là một quốc gia Úc hay là Anh Quốc chẳng hạn? Tại vì theo như em nghiên cứu thì Mỹ là quốc gia có nền giáo dục đứng đầu trên thế giới. Thì cũng vì đó mà tiếng Anh giọng Mỹ nó chuẩn hơn và nó phổ biến hơn là tiếng Anh của ở Singapore. Và khi mà em nói tiếng Anh ở Sing thì đôi khi nghe giọng Mỹ thì nghe nó hơi khó nghe. Nên em chọn Mỹ để làm điểm đến du học tiếp theo. Với lại nếu mà so về Sing thì nó rất là nhỏ nên mình không ấy chỉ mất một thời gian ngắn để khám phá hết Sing thì đâm ra nó hơi nhàm chán. Qua đó thì mình học ở trường nào Huy ha? Trường em chọn để du học ở Mỹ đó là trường South Seattle College ở thành phố Seattle, bang Washington. Trường của mình chọn học á thì là một trong ba trường thuộc hệ thống thuộc hệ thống Seattle System, được với hơn 45 năm kinh nghiệm giảng dạy và được thẩm định bởi tổ chức Northwest Commission on College and University. Trường thì có chương trình High School Complete dành cho những cái bạn mà đủ 16 tuổi nhưng vẫn chưa hoàn tất xong chương trình trung học phổ thông ở Việt Nam có thể tiếp tục học với và song song với lại chương trình cao đẳng và tiếp đó là 2 năm cuối đại học và không cần phải học lại chương trình trung học phổ thông tại Mỹ. Và trường của em thì đào tạo chỉ duy nhất một ngành du lịch khách sạn mà ngành em chọn để theo học đến hết đại học mà không cần phải chuyển tiếp thêm một cái trường nào khác. Vậy thì cái kế hoạch học tập của em sau khi sang Mỹ thì như thế nào? Vì đã từng học và tiếng Anh ở Singapore nhưng mình muốn là dành thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để tiếp tục học tiếng Anh tại Mỹ để làm quen với thứ nhất là về không khí, phương tiện đi lại và cái cách phát âm của người dân bản xứ nó sẽ có nhiều sự khác biệt so với tiếng Anh ở Sing nên mình muốn có thời gian để làm quen với mọi thứ đó để khi mà mình vào chương trình chính sẽ tiếp thu được những kiến thức tốt hơn và không có bị mất kiến thức về vấn đề là mình nghe không được những gì thầy cô nói. Thì sau khi học xong tiếng Anh thì mình sẽ chuyển tiếp lên chương trình cao đẳng và trung học phổ thông, đó là chương trình kép và trong vòng 2 năm đó mình sẽ hoàn tất song song chương trình cao đẳng và trung học phổ thông để chuyển tiếp đến 2 năm cuối đại học. Sau khi học xong đại học thì mình sẽ quay về Việt Nam để tiếp tục chuyển danh của gia đình. Vậy thì cái quá trình làm hồ sơ của Hy diễn ra như thế nào ạ? Sau khi học xong ở Sing vào tháng 12 thì mình có một kỳ nghỉ hơn một tháng để về Việt Nam. Dự định của mình là không tính đi Mỹ đâu bởi vì mình sẽ tiếp tục chương trình dự bị ở Sing trong vòng 2 tháng bắt đầu vào tháng 1. Nhưng mà sau khi về Việt Nam rồi thì nhiều bạn ở bên Sing của mình, bạn cùng lớp thì mấy bạn ấy nói là sau khi về học hết anh văn ở chương trình tại Singapore thì mấy bạn ấy sẽ thi visa đi Mỹ. Thì mình nghĩ nếu mà mấy bạn đi hết thì bỏ mình ở lại mình cũng buồn. Với lại mình nghĩ là nếu mà có cơ hội để mình đi chuyển tiếp một quốc gia khác để mình có thể tiếp thu được những cái tinh hoa, những cái văn hóa khác thì nó sẽ bổ ích hơn, nó sẽ gây cho mình cái sự hứng thú hơn, tò mò hơn trong cái việc học tập. Nên mình chọn Mỹ để làm điểm đến du học tiếp theo. Và quá trình làm hồ sơ thì diễn ra cũng khá là nhanh bởi vì các anh chị tư vấn rất là nhiệt tình. Mình chọn trường và sau đó là mình chị sẽ apply xin E20 cho mình. Và sau khi có E20 thì mình bắt đầu vào học phỏng vấn.
và các anh chị dạy thì rất là căng thẳng, mình cũng rất là sợ, nhưng mà khi đi phỏng vấn rồi thì mình về mình cảm thấy đó là một cái sự bổ ích. Thì khi anh chị khó thì do đó mình sẽ không còn bị sợ, không còn bị lúng túng về khi đối mặt với lãnh sự quán nữa. Quá trình học phỏng vấn thì nó diễn ra khoảng một tháng, và các anh chị thì không có cho các học sinh những cái bài mẫu hoặc là những cái bài sẵn để học sinh tự sửa hoặc là thêm tên trường vào. Các anh chị bắt đưa những câu hỏi và bắt học sinh phải đưa ra những cái câu trả lời phù hợp với lại từng hoàn cảnh của từng bạn, về tài chính hoặc là về mục đích học tập và về những cái chương trình học, mỗi thứ đều khác biệt. Tại vì nếu mà giống nhau nhiều quá thì các bạn ai lãnh sự quán khi đi một thi lỡ thi một lượt thì các lãnh sự quán nghe cái bạn này giống bạn kia thì nó sẽ dễ bị rớt hơn là mỗi bạn nó khác nhau, nó có sự đối lập hoàn toàn giữa nhiều bạn thì nó sẽ gây cái sự hứng thú khi mà lãnh sự quán nghe mình nói những cái điều mới mẻ hơn giữa các học sinh thì mình sẽ đậu cao hơn. Trong quá trình học thì anh Khôi là khó nhất, đó là nếu mình nộp trễ bài là anh Khôi sẽ nhắn tin hoặc điện thoại. Nghe anh Khôi thì mình cứ sợ là anh Khôi sẽ giận mình, bởi vì mình đi học phỏng vấn là quyền lợi của mình mà cứ phải đợi anh Khôi nhắc, thì lúc đó mình rất là lo. Rồi lên học tài chính với chị An thì chị An lúc nào cũng lầm, mình rất là lo, mình rất là sợ. Anh Bảo Anh thì em học 2 buổi. Anh Bảo Anh thì dạy những cái kỹ năng mềm để khi mình vô mà thi đi phỏng vấn á, thì không có bị lo, không có bị sợ. Và anh Bảo Anh dạy những cái mẹo để mình biết là lãnh sự quán muốn gì, muốn nghe gì và muốn mình nói những gì để người ta cấp cho mình visa. Và trước khi đi phỏng vấn á, thì anh Bảo Anh ngồi và nhắc lại một lần nữa những điều đó, và anh Bảo Anh động viên mình là cứ cố gắng, cứ tự tin lên sẽ động. Bây giờ đã có visa trong tay rồi thì em có lời khuyên nào dành cho các bạn mà sắp tới đi phỏng vấn? Khi có visa rồi thì mình có lời khuyên dành cho các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa đi Mỹ là các bạn cứ tự tin vào bản thân mình. Và nếu như mà theo mình nghĩ, nếu các bạn có điều kiện thì nên chọn Singapore làm một điểm đến. Thứ nhất là nó có thể làm đẹp hồ sơ của mình, là mình có thể vừa đi du lịch vừa đi học. Và cái bước thứ hai nữa là mình có cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh đối với những người nước ngoài, để cho mình không có bị sợ khi mà sử dụng tiếng Anh đối với những người bản xứ, nhất là những người đến từ những quốc gia khác. Và cứ tự tin lên, càng tự tin thì mình sẽ nắm chắc tỷ lệ đậu của mình là càng nhiều. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Huy trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì với tư cách là một du học sinh đã từng du học tại Singapore rồi, thì chị nghĩ là khi mà sang Mỹ du học thì tất nhiên là em cũng đỡ bỡ ngỡ hơn là như là lần đầu tiên đi du học, đúng không? Rồi lần nữa thì thay mặt công ty Tăng Đại Dương thì chị chúc Huy qua Mỹ học tập thật là tốt ha. Dạ, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Huy chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hoặc là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.